Ơi, cái này là búp bê đu đu đú nè. Cái này là búp bê troll nè. Cái này là búp bê monster nè. Cái này là búp bê Bibi Nani nè. Cái này là búp bê cái này là búp bê Yoda nè. Vậy con búp bê chi chay đâu ta? Búp bê chi chay ơi. Búp bê chi chay ơi. Mẹ có đồ ăn cho chay nè chay ơi. 1 2 tăng 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 tăng. Lên đây búp bê, lên đây búp bê, lên đây ăn nè búp bê. Cô chú ơi, bà bảo đang gửi yến qua nữa đó chay. Không biết cô ấy sao. Giờ ăn yến nó quen rồi cô chú ơi, nó thấy là ăn nè. Ngon dễ sợ không? Ngoan ngon lắm cô chú, ăn ngon lắm, ăn trốn luôn cô chú thấy không? Ngon mà tới nào nó trốn luôn là cô chú biết rồi đó. Bữa đây lại lên đừng có giỡn, ăn cho hết lẹ đi mày, hết thời gian lẹ lên. Không có thời gian ngồi dậy đi mày quýnh con monster. Thôi lẹ đi đừng giỡn nữa, đừng giỡn nữa. Femparina oh 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 Femparina. Lẹ lên đừng giỡn mặt nha chay, ăn xong cho lẹ đi. Đúng rồi, cũng giỏi lắm á cô chú. Này bây giờ con chay mà thuốc đắng tới cỡ nào nó uống cũng được á cô chú, giỏi dễ sợ rồi đó. Thuốc đắng, thuốc béo, thuốc chua gì nó cũng... Con này nó kiếm bị đập nó nhiều, nó có giỡn mặt không à. Lẹ lên. Hấp miếng mà rinh lên. Hút vô chứ đừng có can ăn cái kiểu đó. Rồi chưa? Rồi ngồi ăn miếng nữa mẹ rinh lên cho. Ăn miếng. Rồi ăn miếng này mẹ rinh lên. Hút vô nè, hút vô. Hút miếng mày rinh lên. Nó phái coi cái Vampirina này cô chú nè. Ô ô ô Vampirino. Vampirina. À Vampirina. Ô ô ô Vanarembo. Thôi bước lại đây đi, đừng có làm bộ nữa, lẹ đi mày, mẹ không có thời gian mà dí con đâu nghe chay, lẹ lên. Rồi đưa ngồi ngay lại chơi đó đi, bước lại. Khổ chưa đó, coi cô chú thấy nó ăn khổ chưa. Dí nó y như là dí ấy vậy đó. Dí gì gà, dí vịt vậy đó. Nó ăn á, không biết ai bổ béo tôi, không biết tôi được nó ăn, tôi được lên ký nào không mà tôi khổ vậy đây nè cô chú ơi. Để lên. Nó giờ nó kiếm chuyện này, nó đi nó lấy đồ chơi đó, nó kiếm chuyện dữ lắm. Nó kiếm tới nó kiếm đuôi nó cũng phải ăn hết chén này mà không biết nó kiếm chuyện gì. Có gì cháu ạ? Viết à, giờ vẽ đó hả? Giờ là tới giờ làm họa sĩ đó. Trời ơi, vẽ này đẹp ghê cô chú. Ồ, cái này mới vẽ hả con? Đẹp á, nó đẹp á. À không đụng vô rồi, tới nó tự vẽ. Ôi trời, cái gì vậy? Rồi, ăn vô. Đúng rồi. Cái gì kêu dữ rồi. Rồi cô chú coi nó vẽ nha. That's how you draw a dress. That's how you draw a dress. Rồi vậy hả con? That's how you draw a jingle dress. Bây giờ con ăn xong cái này nè, rồi xong cái mẹ với con thi nhau vẽ. Rồi cho cô chú coi ai vẽ đẹp hơn, ok? Chịu không? Đồng ý không? Vẽ đi, ai ăn đi rồi cho mọi người cho cô chú. À, nó muốn cuối cùng đi con, last one đi rồi mẹ ăn. Hút vô, hút hết luôn. Rồi, ok rồi, còn lại mẹ ăn. Ok, để mẹ hấp hết cho. Ok, còn này thấy không? Rồi, ngon. Rồi, mẹ ăn hết đó. Rồi, bây giờ lấy tờ giấy nè. Giấy ra nha, ok, bây giờ mẹ với chay thi dễ với nhau. Cho mẹ ăn tờ coi. Ok, mẹ lấy tờ này. Chay lấy tờ đó nha, bây giờ cho mẹ cái viết đi. It's okay, chứ sao rồi. Hả? Đúng rồi, mẹ thích cái cây nào màu nổi, tại vì mẹ vẽ đẹp, mẹ cần màu nổi, mẹ mới vẽ cho đẹp, phải không? Này coi cái này vẽ sao. Ok, cái này đây. Ok, này được nè. Rồi, bây giờ vẽ nha. Rồi, bây giờ vẽ cái đầm nha. Ok, không bây giờ mày vẽ công chúa. Mắt công chúa nè. Mũi công chúa nè, miệng công chúa. Lỗ tai nè. Gì vậy? Please my. Đồ của con đừng hỏi mẹ nha. Mommy, wait, stop. Rồi sao? Cái gì? Stop, wait,
cái gì? Tiệm gì? Tờ giấy trắng hả? Trang giấy trắng hả? Oh no, this is red. Mommy, wait. Kỳ ghê á. Rồi, đây, đây nè, dở đây nè. Dở này lên, rồi lấy đi. Lấy đi. À, ok, dở đi. Trang giấy trắng đó đến đây hào gầy. À, dễ công chúa nè, cô chú nè. Cô chú coi chạy với mẹ chạy ai dễ đẹp hơn nha. Không có copy bài người ta, không có nhìn bài người ta. Bài người ta dễ copy chi vậy? Nó dễ thôi, chị cái váy trước đó. À, không copy chỗ đìa đó, đó tôi không copy nó. Mommy, I'm gonna go pee. Trời ơi, nó đang đi thi mà con. Rồi, chờ. Trời ơi, nó đang đi thi mà nó đi. Tới giờ đi vệ sinh. Rồi, refreshing chưa? Sao vậy? Ủa chứ sao rồi, thường thường con đi con thấy nó refreshing. Ủa tự nhiên cái viết này của người ta đang vẽ, tự nhiên đồ viết mình là sao? Trời ơi, làm gì là người ta xấu cái bức tranh của người ta đó. Đó, bức tranh này nè, đó, thấy chưa? Xấu màu tranh của người ta rồi. Nay mày đi tìm bút khác, mày tìm bút này. Đó. Mày tìm bút khác luôn hay gì? This is good. Bắt đầu vẽ xuống rồi nha, này là chân của công chúa nè. Mom, that's little. Kệ người ta đi. Chuyện của người ta đó, công chúa mặc váy nha. Thế công chúa mặc áo Chanel nè, LV nè. Công chúa mặc áo Chanel nè. Công chúa mặc áo Dolce & Gabbana nè. Công chúa mặc áo Gucci nè. Đó, công chúa tôi mặc đồ hàng hiệu không đó. Mom, I'm not done. À, xin chưa xong. Oops. Cô chú gọi. Tắt máy đi, đang chơi chạy. Tắt máy cô chú. Đó, vẽ bằng tay công chúa nè, đó, công chúa mày mặc đồ hiệu không đó, con đoạn quạng là con công chúa con mặc đồ không lợi mẹ đâu đó, mẹ nói thiệt với con đó. Thôi bây giờ công chúa mẹ là con trai tóc công chúa của mẹ là công chúa của mẹ là công chúa hát nhạc rock. À, tóc phải vậy đó con. That's not fair. Không fair là sao? Đó. That's not fair, you have the long hair. Ủa vậy con thích vẽ công chúa con sao kể con. Ủa cái gì cái đó gì con. Áo hả con. Ôi ôi đừng có copy bài của người ta. Okay. Mommy, I think we gotta get a new one. Mom, can you get out? Can we erase it again? Ồ vẽ cái khác hả. Ok thích thì chiều. Ok mày vẽ khác không coi nè. Cái mặt công chúa nè. Lỗ tai công chúa nè, mẹ là con cho mẹ vẽ 10 công chúa, mẹ vẽ cũng có giống y chang một vậy đó. À, công chúa mẹ là chơi nhạc rock mà. Mom, that's not the purple hair, that's the purple hair. Kệ người ta, con vẽ cái chuyện của con đi, mẹ vẽ gì kệ mẹ. Con cứ kệ mẹ đi. Cười ha, mấy nó chê tụi vẽ xấu nó cười có được đời không. Con à, mẹ cho con coi công chúa của mẹ là mặc đồ dữ lắm nè, đó, mặc váy nè, thấy không, thấy mặc váy không. Đó, váy của công chúa đó, tay công chúa nè. Đó, đầm của công chúa mày gì này, ta chơi dễ đầm hàng hiệu LV nè, đó, chữ LV. Quá trời LV luôn. Ha, mà bắt đầu có dưới đây có chữ Chanel đó. Nghe chà nè, neo nè, đó, thấy không? Chanel. Ừ. Rồi Chanel sao, con Chanel sao? Rồi công chúa của mẹ ghi chữ Gucci nè, Gucci. Sờ Gucci đó, công chúa mẹ mặc đồ Gucci luôn. Không, mà có một bộ đồ mà công chúa mẹ chơi ba thương hiệu luôn. Con chơi sao lại mẹ được, đúng không? La bù bù. No way, I'm not finished. À, xong đi, làm đi. Mẹ đố chơi dễ được công chúa mặc đồ hiệu như mẹ. I got some my fingers. Trời đất ơi, bởi vậy. Oops. Thấy chưa, vẽ xấu mà còn hả phạm lỗi nữa. Thường thường mấy đứa vẽ xấu thường thường nó biện hộ lý do. Look, I got the perfect views. Trời ơi trời, con trâu mà phải xịt nhú nữa, không có được đó vậy. That's perfect. Now let's draw the mochis. One mochis. Mũ mochi là gì vậy? Mochis mean is mochis. À mochi, emoji? Yeah. Ồ, là vẽ cái hình, cái biểu tượng khuôn mặt á hả con? Ủa mà sao tự nhiên vẽ khuôn mặt ở đó? Cái đầu của công chúa đâu? I'm gonna draw it later. À vẽ sao hả? Trời, ngộ ha. Rồi đó mẹ xong rồi đó, bởi vậy thấy không? Thường thường người ta vẽ dỗ người ta vẽ lẹ lắm. Thường thường mấy đứa chậm là mấy đứa vẽ là tào lao không á. Câu giờ đồ không giống được gì. Giống như đi thi đó. Đi thi mà con đi học thi mà con thi nhanh đó là có nghĩa là con sẽ rớt, hiểu không?
Mom, I can't hear the song. Ồ, con muốn nghe bài đó, con muốn nghe bài đó hả? Đang vẽ, tập trung vẽ đi, nghe bài đó không chị? La la la, Vampirina, chạy chạy sai, chạy khi học. Vẽ xong chưa? Tóc tay đâu chưa? No, no, I can't hear the. Rồi, chưa xong rồi, vậy đi. Da da da, Vampirina. JD, you should go look outside. It looks so cool. Why? Why? Look outside, JD. Looks so cool. Đi đâu trời? No, rồi. I don't finish the mouth. Xong chưa? Dạ không. Trời ơi, dạ không nữa. Trời, bắt trước. Nên nè, bắt trước công chúa. Thấy không? Mấy đứa bởi mấy đứa bắt trước là ư thường dễ xấu hơn nè. Công chúa người ta tóc ấy. No. Thôi giờ bắt trước. It's just like yours. Rồi sao con bắt trước mẹ làm chi vậy? Con phải tự làm của con chứ. Con tự vẽ công chúa của con chứ. Let's show on Insta. Có kỳ ghê á. Bởi mấy đứa bắt trước là lúc nào cũng làm xấu người ta. Làm gì giờ vẽ gì nữa vậy? It's a crystal light. Ồ, cô vẽ trời ơi. Cô nói là cô đặt cái đầm của con chay là nó đi vẽ lên đính đá nữa nha cô chú nha. Đó, nó vẽ. No, a crystal light. Thì crystal là đính đá đó con. No, that's of ice đình đà. Biết rồi, đính ai đình đà, đúng rồi. Đính ai đình đà, mày chứ ai đình đà. Thì đó, đính đá, đá là mấy cái viên kim cương đó. Đó, trời nè, cô thêm nó đó, cô thêm vô đó. Quá chưa? Let's color the inside now. Ồ, vậy trời, trời tô màu nữa hả? Ôi trời. Mom, you should color the inside. Không, mẹ vẽ xong rồi. Con thích con mẹ làm gì kệ mẹ. I don't like you do that. Kệ, kệ, kệ. Chút nữa hỏi cô chú với hỏi ba coi mẹ với con ai vẽ đẹp hơn. No, mom, his mouth. À, cái miệng của mẹ đẹp rồi. Cái miệng này hình như mẹ đâu có vẽ đâu. Con vẽ cái miệng này vô phải không? Yeah, but... Sao tự nhiên cái miệng của công ai 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 không có được gạch vô tay. He's eating something, so I thought he's eating something. Trời ơi, vô duyên công chúa của người ta mà nó dễ miệng như vậy cho giống như là công chúa đang ăn cái gì đó. Được đời không? Ai mướn vậy? Can you get my pencil for me? Please. Thank you. Lịch sự cho please and thank you. Nó trộn lịch sự bá đi thôi. Đấy, cái lịch sự như vậy là phải không một cái. Mày này, mày này. Mom, you're gonna make me ruin it. À, mày là sẽ làm hư cái bức tranh của con hả? Sorry nha. Rồi, lẹ đi cô chú hết trời nổi. Trời ơi, bây giờ nó để dẫn nó dễ sợi dây chuyền luôn rồi cô chú kìa. No, that's not. Ủa, chứ không phải sợi chuyền. Just... Thì sợi dây chuyền chứ gì nữa không phải? No, that's a carry box, so he can know where the neck. Trời, carry box gì trời? Rất là dây chuyền. No, that's a carry box. Cô bán thiết bị đó là Lâm Phát. Cô chú coi chay á, nó vẽ cái này nè. Xong rồi cái nó nói ba con tặng ba nè, ba để trên xe của ba nha. Trời ơi, nó vẽ nè cô chú nè, tóc tai nè. Trời ơi, nguyên cái váy. Ui, chặt cái váy. Cái váy tròn tròn tròn, con design đẹp ghê cô chú. Hả? Ui, trời ơi, còn có cái nào cho mẹ để mẹ lên tể lên xe mẹ không? Yeah, I'm gonna draw something. Ok rồi, con vẽ cho mẹ đẹp thiệt. Con đi con vẽ cho đẹp mẹ. Mẹ đẹp hơn ba luôn nghe chưa? Trời ơi, nó tặng ba nó bức tranh nè cô chú nè. Trời, tóc vàng nha, mặt cam nha. Nguyên ở đây là thân hình là ốc sắn nè. Trời, nhìn giống mom, như... Mom, don't stop, that's not yours. À, nhưng mà mẹ cho cô chú coi mà. I didn't draw the dress yet. À, cô chưa vẽ nữa hả? Rồi, ok, vẽ đi. Tiếp tục vẽ đi. Rồi, vẽ cho mẹ một bức tranh để mẹ bỏ lên xe mẹ coi. Vẽ cho mẹ bức tranh thiệt là nổi nha. Thiệt đẹp this luôn. This is you when you got a parking lot. This is you when you're driving. À, cái đó là mẹ chút lần mẹ đang lấy xe phải không? Rồi tôi đưa nó vẽ xong lại đưa cho ba nó. Nó nói ba con tặng ba nè. Ba để you lên xe của ba mom. Nha. You fell over and I was gonna pick you up. Ôi trời trời. Vẽ gì vẽ mẹ té. Vô gì vô lý vậy? Mom, no, you're a little kid, remember? À, mẹ làm bé hả? Con vẽ mẹ làm bé hả? Trời đất ơi. Vẽ em bé hả? Làm bé đi té đồ đi nữa. Vẽ em kỳ vậy? Vẽ đẹp lắm á cô chú à. Ăn cứ vẽ miết á cô chú à. Oops, I think I broke the page. Hi guys, I'm Sam, and I'm looking for a creature that's pretty hard to find these days, but easy to find.
Đang gì hả, nằm coi luôn. Ừ. Đang gì hả, nằm coi. Ừ. Để dễ cho mẹ đây nha, chúng ta mày lại mày coi nha. Ok. Ok. Hôn mẹ mình đây. Hôn mẹ mình bên đây. Ừ, con thương mẹ hơn hay con thương ba hơn? Con thương mẹ hơn ba. Con mẹ thương mẹ ba luôn hả? Con mà thôi con thương mẹ nhiều nhất đi. Nha. Con thương mẹ nhiều hơn thương ba nha. Hả? Ok, cảm ơn chay. Đã đi chay thì love me more than you. You know what, JD is really aware that she's on camera and has to say it. Chay, mẹ với ba con thương ai hơn? Mẹ, ba. Con thương mẹ, thương ba luôn hả? À? Ừ. Nhưng mà con thương mẹ, con nói đi, con thương mẹ nhiều hơn. Con thương Olaf. À, con thương hai người luôn hả? À? Thôi, con thương mẹ nhiều nhất đi. No, I choose all of you. That's what you say. Không, nhưng mà cô thương mẹ nhiều hơn thương ba đi. Yeah, không. Sao hả? I love both of you. Con yêu thương hai người luôn hả? I love three of you. Không, ai nữa? Ba người là ai nữa? No, it's just you love me, mom. No, mấy chó cái cô đó, cô bơi đó. Mom, no. Trời ơi, con nó dễ tặng mẹ nó nè cô chú ơi. No, not yet. À, chưa xong. Ai biết con nằm con coi rồi, mẹ tướng con xong rồi. Dễ là lâu dữ ơi. Dễ là tao phải dễ nhanh lên. Ooh, JD, look at that. What? No, stop. Bức tranh này vậy thôi, look còn gì nữa không?